là mai cái cốc số đông số lớn là cái vỏ hộp kẹo mai. Rồi các bạn chọn lựa, tôi quyết định chọn bài kỷ niệm chúng ta và bài tôi thích nhất. Còn cái bài When I'm Gone thì tập nghe quá nhiều rồi. Bắt đầu nhá. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it's glow. All of the other reindeers used to laugh and call him name. They never let poor Rudolph join any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then all the reindeer love him when they say it out weakly. Rudolph the red-nosed reindeer, you will die in his story. Bài nhất, thứ bài thứ hai là tôi thích Lemon Tree. Lung tung của tôi và cái background số điên cùng với cái cốc đều. Cảm ơn cho cô.